Vận hạn năm 2023 của tuổi Dậu gặp năm xung tuổi, tài lộc khó tránh hao tổn. Khác với tử vi tuổi Dậu năm 2022, có thể nói rằng năm Quý Mão này là khoảng thời gian đầy rẫy những khó khăn chứ không còn bình yên như trước, đòi hỏi người tuổi Dậu phải không ngừng khích lệ bản thân cố gắng vươn lên, không nên đầu hàng nghịch cảnh. Luận về công việc, cục diện xung thái tuế ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này, khiến các mối quan hệ của bạn bị ảnh hưởng, làm công việc gì cũng không được như ý muốn. Vì vậy, người tuổi Dậu cần hết sức kiềm chế bản tính nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa vào thân lúc nào không hay biết. Khi được giao cho phụ trách công việc nào, cần làm hết mình. Nếu giữ tinh thần làm việc đối phó, bạn rất dễ mắc phải sai lầm, gây ảnh hưởng đến bản thân và cả tập thể. Luận về tài lộc, chuyện làm ăn cũng gặp nhiều cản trở khi bạn liên tiếp phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Các kế hoạch đầu tư kinh doanh gặp phải khá nhiều khó khăn, thậm chí có người đánh mất phương hướng của mình. Hơn nữa, bạn còn có thể đưa ra những quyết định sai lầm gây hao tổn của ảnh hưởng của đại hao. Vì thế, trong năm 2023 này, bạn cần thắt chặt chi tiêu và cẩn trọng đầu tư. Luận về tình cảm, phương diện này cũng khó có nhiều khởi sắc khi bạn và nửa kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau. Dường như cả hai đã quá mệt mỏi nên không còn muốn nhượng bộ nửa kia nữa. Càng so đo tính toán, quan hệ cả hai người càng trở nên gay gắt hơn. Nếu đôi bên không chịu sửa đổi bản thân, chuyện rạn nứt, đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy đến. Luận về sức khỏe, áp lực tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược. Vì thế, trong năm 2023, cần chú trọng giải quyết các vấn đề này, ắt thể trạng sẽ được bình ổn. Xem chi tiết tử vi tuổi Dậu năm 2022 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Vận hạn năm 2023 này nhận định con đường công danh sự nghiệp của những chú gà đầy những trắc trở khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Trong năm Quý Mão 2023 này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt. Bạn khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với bạn là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dẫn dắt đến tình trạng tâm lý, mệt mỏi, căng thẳng, áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc nhở mình bình tĩnh, cư xử, chớ nóng nảy, kẻo hỏng việc. Kẻ xấu cũng có thể có cái cớ để vịnh vào, nhân đó hãm hại và giành mất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, bạn chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy sẽ dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của bạn có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi dục của kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi năm 2023 này, về phương diện tiền bạc của những chú gà cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của con giáp này. Ngay từ thời điểm đầu năm, người tuổi Dậu nên xác định
cho rõ ràng định hướng của mình, không nên đặt ra cả đích quá xa vời, khiến bản thân mệt mỏi là dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là, kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, nếu không dễ xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng tới người khác, vừa lại tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự tỉnh táo để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất, hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế. Bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên, trên thực tế, trong năm 2023 vẫn sẽ có một số thời điểm khiến cho người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn hơn. Quan trọng là con giáp này có đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần ngay lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới khắc phục được bế tắc. 3. Luận về phương diện tình duyên. Chia buồn với người tuổi Dậu vì bạn dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, thương tổn trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Chỉ một vài vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng nên cơn nóng giận của cả hai. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng nảy của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống, thay bằng cách chút giận lên đầu người ấy, bạn nên chia sẻ tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Với người độc thân, bạn có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn cho rằng việc tìm hiểu người khác là mất thời gian và bạn chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện lập gia đình. Chính vì vậy, người tuổi Dậu độc thân thường từ chối thẳng thừng lời giới thiệu của người khác, hoặc dù có gặp gỡ ai đó thì cũng chỉ là lấy lệ, không thật sự quan tâm để ý. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Dậu khó có thể cảm thấy lạc quan khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào các tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện trong lòng rồi lại suy nghĩ không thông. Chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa ra cho bạn những gợi ý, dang tay giúp đỡ bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể dục thể thao sẽ giúp bạn khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Tử vi cho từng tuổi Dậu trong năm 2023. 1. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 không quá nhiều biến động trong năm Quý Mão này. Bạn cần hướng bản thân tới những điều tích cực, không nên nóng nảy, bi quan, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Hãy hạn chế mâu thuẫn với bạn bè, hàng xóm xung quanh. Mọi người nên dị hòa, dị quý để tinh thần luôn vui vẻ. Mâu thuẫn có xảy ra, đôi bên cũng nhường nhịn một chút, chớ đôi co qua lại. Phương diện tài lộc không có nhiều biến động. Người tuổi này trở nên tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo rơi vào cảnh trắng tay. Dù có muốn đầu tư đi nữa, trước hết bản thân cũng cần nghe lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm. 2. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969.
Với người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, có lẽ sẽ phải trải qua một năm đầy khó khăn do chịu ảnh hưởng của cục diện xung thái tuế. Bản mệnh nóng nảy có thể là nguồn cơn đẩy bạn vào mọi rắc rối. Dù trong công việc là người vị thế cao hay chỉ là nhân viên bình thường, bạn cũng đừng đặt cái tôi của bản thân lên quá cao. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh để có cái nhìn đa chiều hơn về các vấn đề. Có thể quá trình lắng nghe sẽ giúp bản mệnh tìm ra khuyết điểm của bản thân. Phương diện tình cảm không quá êm ấm khi vợ chồng bạn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Hai người không nên cãi vã nhiều mà hãy nhường nhịn. Đừng cố tình nói những lời khó nghe khiến đối phương khó chịu. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Năm 2023, nhiều thử thách đặt ra trước mắt đối với người tuổi Tân Dậu, đòi hỏi bạn phải luôn ở tư thế sẵn sàng đối mặt. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp cạnh tranh dẫn tới việc không thể hoàn thành các công việc đúng hạn. Đôi lúc bạn nghĩ tới việc bỏ dở giữa chừng vì không muốn cố gắng nữa. Chuyện làm ăn cũng gặp khó khăn khi bạn liên tiếp phải đối diện với nhiều biến động của thị trường cùng với sự cạnh tranh của đối thủ. Nếu không giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo để đối diện thì dễ lạc mất phương hướng, chậm chân tại chỗ, khiến cho đồng tiền chảy vào túi bị eo hẹp. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Thách thức cuộc sống đặt ra đòi hỏi người tuổi Quý Dậu cần phải cố gắng hết sức mình. Sự nghiệp có nhiều điều không được như ý muốn khi đồng nghiệp cản trở, cấp trên gây khó dễ. Nhưng càng là như thế, bạn càng phải vươn lên để khẳng định vị thế của mình. Chuyện kiếm tiền cũng chẳng mấy thuận lợi khi bạn không thực sự dồn tâm huyết vào đó. Con giáp này thường lơ là không đủ quyết tâm thì dễ thụt lùi so với đối thủ. Nếu không cẩn thận, bạn còn rơi vào cảnh trái túi vì mua sắm quá đa hoặc đầu tư không hợp lý. Chuyện tình cảm khá ảm đạm khi vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Vì còn khá trẻ tuổi nên hai bạn hiểu thẳng, lỗi lầm xảy ra nhưng không ai chịu xuống nước khiến mối quan hệ lâm vào bế tắc. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Năm 2023 này là một năm quan trọng và có khá nhiều biến động đối với người tuổi Dậu sinh năm 2005. Bạn cần tranh thủ cơ hội để học hỏi thêm những điều mới mẻ, tích lũy kiến thức khi ngồi trên ghế nhà trường để có thể tự tin đối diện với các kỳ thi. Việc chi tiêu cần phải tiết kiệm, không nên chạy theo xu thế cho bằng người này người khác. Bạn cần ý thức được điều kiện tài chính của bản thân để có kế hoạch tiêu tiền hợp lý. 6. Tuổi Dậu sinh năm 1945. Ảnh hưởng của năm xung tuổi khiến cho vận khí của người tuổi Dậu trong năm 2023 không quá suôn sẻ. Người tuổi Ất Dậu phải chịu khá nhiều áp lực tâm lý vì những chuyện không như ý, nhất là liên quan tới con cháu trong nhà, lâu ngày dẫn tới suy nhược cơ thể. Gia đạo, tình cảm trong nhà có nhiều xáo trộn, bản mệnh phải hao tâm tổn trí rất nhiều. Sức khỏe cũng cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, kẻo sẽ đau ốm liên miên.